nữ tướng quân Nguyễn Thị Định. Hôm nay là một ngày đặc biệt tưởng nhớ tròn 30 năm ngày mất của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Bà mất vào ngày này năm xưa, ngày 26 tháng 8 năm 1992, hưởng thọ 72 tuổi. Trước bà, chưa có người phụ nữ nào tham gia cách mạng cứu nước được phong hàm tướng. Năm 1965, khi bà được phong hàm thiếu tướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào nói: Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân là phụ nữ như vậy, thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta. Nữ tướng Nguyễn Thị Định, vị tướng huyền thoại của đội quân tóc dài. Nữ tướng Nguyễn Thị Định, người dân vẫn trìu mến gọi là cô Ba Định, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, bà sớm giác ngộ và lựa chọn con đường đi theo cách mạng. Năm 1936, vừa tròn 16 tuổi, Nguyễn Thị Định đảm nhận nhiệm vụ giao liên, giải truyền đơn và tham gia vận động quần chúng đấu tranh. Hai năm sau, bà được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cũng trong thời gian này, bà xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Bích, tỉnh ủy viên tỉnh Bến Tre, nhưng không lâu sau đó, ông bị Pháp bắt đầy đi Côn Đảo và hy sinh tại đó. Nhận được tin chồng hy sinh, lòng căm thù của bà lại nhân lên gấp bội, gửi con còn nhỏ cho mẹ chăm sóc, bà thoát ly tham gia hoạt động cách mạng tại tỉnh nhà. Năm 1940, đến lượt bà bị Pháp bắt và biệt giam tại nhà tù Bà Rá, tỉnh Sông Bé, nay thuộc tỉnh Bình Phước. 3 năm tù cũng là 3 năm hoạt động kiên cường bất khuất của bà. Năm 1943, ra tù trở về Bến Tre, bà liên lạc với tổ chức đảng, chính quyền cách mạng của tỉnh và tham gia giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Tuy ít tuổi nhưng nhờ có ý chí kiên cường, lòng yêu nước mãnh liệt, lại mưu trí nên bà được tỉnh ủy chọn là người phụ nữ đầu tiên của đoàn cán bộ Nam Bộ vượt biển ra Bắc báo cáo với Đảng và Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và xin vũ khí chi viện. Bà cũng là người duy nhất trong phái đoàn 4 người trở về Bến Tre với chiếc thuyền chở đầy vũ khí, vượt qua mạng lưới bố trí phong dây đặc của địch. Con tàu không số chở 12 tấn vũ khí đã cập bến an toàn, kịp thời chi viện cho chiến trường Nam Bộ, trở thành một trong những người góp phần quan trọng trong việc hình thành đường Hồ Chí Minh trên biển, ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và phát triển rực rỡ sau này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bến Tre là một trong những chiến trường ác liệt, là nơi Mỹ và đồng minh thí điểm áp dụng các chiến thuật và thủ đoạn quân sự mới với chiêu bài tố cộng diệt cộng, đàn áp khủng bố phong trào cách mạng, biến cả miền Nam thành nhà tù, trại tập trung dưới cái tên là ấp chiến lược. Và đêm ngày 2 tháng 1 năm 1960 tại Mổ Cày, bà và các đồng chí trong tỉnh ủy bàn kế hoạch phát động quần chúng nổi dậy diệt ác phá Kìm. Do lực lượng quân địch ở Bến Tre đông và ngoan cố, lại được sự chi viện của chính quyền Bù Nhìn Sài Gòn, cuộc nổi dậy bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nguyễn Thị Định đã dũng cảm mưu trí sáng tạo ra những cách đánh phù hợp với tình hình. Khi quân ta thua thiệt về súng đạn thì kết hợp thêm vũ khí thô sơ, giáo mác gậy gộc. Khi thua thiệt về quân số thì hoạt động nghi binh, giả làm bộ đội chủ lực để gây hoang mang cho địch. Bằng sự khéo léo tài tình, bà cùng với các tỉnh ủy viên đã lãnh đạo cuộc nổi dậy Bến Tre thành công ngoài mong đợi, tạo ra tiếng vang và hiệu ứng lan tỏa khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam. Khả năng lãnh đạo của bà còn được thể hiện qua việc gắn kết các tầng lớp xã hội, bà truyền lửa, tạo ra sức mạnh vô hình cho ngay cả những lực lượng vốn gọi là chân yếu và tay mềm. Lần đầu tiên, hơn 5.000 phụ nữ gồm cả thanh niên, bà già trẻ em của xã Phước Hiệp, Bình Khánh, Thành Thới họp thành một đoàn lớn đầu đội khăn tang, mặc áo rách bông con kéo vào quận Mỏ Cày, đòi chấm dứt khủng bố, trừng trị bọn ác ôn ở Phước Hiệp, giằng co với địch suốt mấy ngày đêm, mỗi ngày lại có thêm lực lượng đến chi viện, khí thế của ta càng sôi sục. Cuối cùng tên quận trưởng đã phải chịu, rút hết lính khỏi xã Phước Hiệp. Từ đây một hình thức đấu tranh mới của Bến Tre ra đời, khiến bầy lũ quân địch khiếp sợ và gọi với cái tên là đội quân tóc dài. Từ chiếc nôi đồng khởi, đội quân tóc dài đã phát triển lan rộng toàn miền Nam. Sự ra đời của đội quân tóc dài đã làm cho sức mạnh của phong trào phụ nữ miền Nam được nhân lên gấp nhiều lần. Trong đấu tranh chính trị, các chị em làm tốt công tác địch vận, vận động chồng con em mình bỏ ngũ, giải thích chính nghĩa cho binh lính, làm cho họ hạ súng, bỏ đồn, cao hơn là giác ngộ cách mạng, xây dựng tổ chức ngay trong lòng địch. Từ đó, đội quân tóc dài đã phát triển rộng khắp và đóng một vai trò quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Định nữ tướng trong lòng dân. Những năm tháng chiến tranh diễn ra ác liệt ấy, rừng miền Đông vẫn thấy nữ tướng không mặc quân phục, không đeo quân hàm khi ra trận. Nhưng tài chỉ huy, lòng trách nhiệm, sự dũng cảm, sự thấu đáo của bà đã góp phần xoay chuyển tình hình từ bị động chuyển sang phòng ngự và chủ động tấn công. Năm 1965, bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và được giao giữ chức Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Sau khi miền Nam được giải phóng, non sông thống nhất, bà chuyển về thủ đô Hà Nội công tác, đảm đương nhiều vị trí chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Trên những cương vị mới, bà tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo uy tín, quan tâm, chỉ đạo xử lý công việc kịp thời trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước.
Với ngoại giao, với sự khéo léo mềm mỏng nhưng đầy bản lĩnh, bà được nhiều bạn bè cũng như người dân trên thế giới biết đến và ngưỡng mộ. Với bạn bè trên thế giới, bà là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, đoàn kết hữu nghị của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Bài phát biểu của đại diện phụ nữ Albany có đoạn: "Chúng tôi vô cùng tự hào có người bạn chiến đấu là chị Nguyễn Thị Định. Chị đã thay mặt cho phụ nữ chúng ta dương cao chủ nghĩa anh hùng cao cả và cổ vũ cho hàng triệu phụ nữ yêu tự do vì hòa bình và tiến bộ xã hội. Có thể nói, từ trong muôn vàn gian khổ, bao lần vào sinh ra tử, trải qua hai cuộc kháng chiến, cho đến khi giữ cương vị cao trong bộ máy nhà nước, bà Nguyễn Thị Định luôn giữ phẩm chất nhân ái, rộng lượng, bao dung, sống chan hòa, gần gũi, chân tình với mọi người. Vì thế các cái tên như chị Ba, cô Ba, bà Ba thân thương không chỉ sống mãi trong lòng nhân dân quê hương Bến Tre và cả nước, mà còn sống mãi với bạn bè Nam Châu. Bà được nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân chương cao quý khác. Ngày này năm xưa, ngày 26 tháng 8 năm 1992, trái tim của vị nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định đã ngừng đập. Bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông, đất nước, đã có nhiều đóng góp lớn lao cho Tổ quốc, với nhân dân.